sáng ngày 19 tháng 2, tại khu vực Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã chủ trì tổ chức lễ ra quân vệ sinh môi trường đầu năm 2022 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với mục đích nâng cao nhận thức cho mọi người thuộc mọi tầng lớp trong nhân dân biết về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học. Ngoài ra, buổi lễ đã tuyên truyền vận động mọi người dân cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên những nhu cầu cấp thiết hiện nay. Dự án xây dựng thành phố môi trường giai đoạn 2 được thực hiện trong giai đoạn 2021 đến 2025 thì đã được thành phố ban hành, cùng với nó là những kế hoạch triển khai rất là cụ thể và được cụ thể hóa từng năm qua rất nhiều hoạt động. Trong đó thì tiếp tục phát huy những cái phong trào mang tính cộng đồng như là chủ nhật xanh sạch đẹp, là ngày ra quân tình nguyện vì thành phố môi trường. Và đặc biệt kế hoạch năm nay thì chúng tôi sẽ tập trung để xử lý những cái điểm mà hiện nay vẫn còn có nguy cơ ô nhiễm cao. Và đặc biệt thì khi cái luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 thì cái việc nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường và đặc biệt là phân loại rác tại nguồn thì nó rất có ý nghĩa.